Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip này, Điệp xin tiếp tục cập nhật đợt phát thực hiện phỏng vấn visa định cư Mỹ được phát lần thứ 2 trong tháng 7 này tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam. Qua đợt phát thực hiện phỏng vấn kỳ này thì lãnh sự quán Mỹ đã tiếp tục phát thực hiện phỏng vấn hẹn phỏng vấn vào tháng 9. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thực hiện phỏng vấn thì Điệp xin chia sẻ thời gian phát thực hiện phỏng vấn từ lãnh sự quán. Thông thường, lãnh sự quán Mỹ sẽ có 3 đến 4 đợt phát thực hiện phỏng vấn trong một tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần đầu tiên tới tuần thứ 3 của tháng đó, là từ khoảng ngày 3 cho tới ngày 22 hàng tháng. Tuy nhiên, đặc biệt trong tháng 7 này thì lãnh sự quán Mỹ đã phát thực hiện phỏng vấn khá trễ, chỉ bắt đầu phát thực hiện phỏng vấn vào tuần thứ 4 của tháng này. Thực hiện phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm Visa NVC trước đó khi chúng ta làm 6 bước. Hiện nay thì lãnh sự quán không còn phát thực hiện phỏng vấn qua đường bưu điện như trước đây, cho nên cô chú và các anh chị chúng ta nên có một địa chỉ email để chúng ta đăng ký nhận thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán. Trong tháng 7 này thì lãnh sự quán đã có 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Đợt đầu tiên là vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện CR1, IR1, IR2 và IR5, hẹn phỏng vấn vào đầu tháng 9, và lần thứ 2 là vào ngày 26 tháng 7. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của trung tâm Visa NVC và lãnh sự quán. Qua đợt phát thực hiện phỏng vấn lần thứ 2 từ lãnh sự quán, thì lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã tiếp tục phát thực hiện phỏng vấn dành cho các diện CR1, IR1 và IR2, là các diện bảo lãnh vợ chồng và con nhỏ còn độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Và ở diện IR5, là diện bảo lãnh cha mẹ của công dân Mỹ, các hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 5, tháng 6 và một số hồ sơ trong tháng 7 năm 2022. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này là vào tháng 9 vào các ngày giữa tháng. Và trong đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này thì lãnh sự quán chỉ phát riêng cho các diện CR và IR, vẫn chưa có đợt phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện F, là F1, F2A, F2B, F3 và F4. Bởi vì cũng giống như thông lệ trước đây thì lãnh sự quán họ sẽ có chia ra riêng cho các diện này. Hy vọng là trong tiếp tục những ngày cuối tháng 7 này thì lãnh sự quán sẽ bắt đầu bắt tay vào phát thư hẹn phỏng vấn cho diện F. Trong lần phát thư hẹn phỏng vấn gần nhất dành cho diện F là vào tháng 6, vào ngày 24 tháng 6 thì lãnh sự quán đã phát cho các hồ sơ hoàn thành 6 bước trong đầu tháng 5 năm 2020. Và qua mỗi lần phát thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán thì có nhiều cô chú và các anh chị có ngày hoàn thành 6 bước trong các mốc thời gian này, như là trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Khi thấy có nhiều hồ sơ khác nhận được thư hẹn phỏng vấn thì cô chú và các anh chị có hồ sơ này thì cũng rất là trông đợi. Và cũng đặt câu hỏi là tại sao hồ sơ của mình chưa nhận được thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán. Thì thông thường lãnh sự quán Mỹ họ sẽ chia ra làm nhiều đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Bởi vì trong một ngày, trong một tháng thì lãnh sự quán họ không thể giải quyết hết tất cả các hồ sơ mà hoàn thành trong cùng một tháng. Vì vậy thì họ đã chia ra làm nhiều đợt. Cho nên thì sẽ có hồ sơ này nhận được thư hẹn phỏng vấn trước, hồ sơ kia nhận được thư hẹn phỏng vấn sau. Vì vậy, nếu như chúng ta xê xích trong 1-2 tháng thì cô chú và các anh chị chúng ta chịu khó kiên nhẫn chờ lãnh sự quán họ sắp xếp. Trong một ngày thì lãnh sự quán họ chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định
và chỉ giải quyết phỏng vấn vào buổi sáng các ngày trong tuần là thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Lãnh sự quán Mỹ họ không phỏng vấn vào buổi chiều các ngày trong tuần, và đặc biệt là không có phỏng vấn trong ngày thứ tư, thứ bảy và chủ nhật. Vì vậy thì thời gian làm việc của lãnh sự quán cũng có hạn chế, cho nên thì số lượng mà lãnh sự quán hẹn phỏng vấn thì cũng từ từ được giải quyết. Nên nếu như cô chú và các anh chị hồ sơ của chúng ta đã hoàn thành xong 6 bước thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ lãnh sự quán có thời gian để họ giải quyết tới hồ sơ của mình. Các thông tin phát thư hẹn phỏng vấn thì Điệp sẽ liên tục cập nhật trên kênh. Cô chú và các anh chị chúng ta nhớ bấm nút đăng ký subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên cho cô chú và các anh chị nha. Hiện tại thì Điệp vẫn còn tiếp tục hỗ trợ cô chú và các anh chị theo dõi đặt lịch hẹn với lãnh sự quán trên hệ thống. Nếu như cô chú và các anh chị cần tìm đặt lịch hẹn lại với lãnh sự quán như là các diện F hoặc là diện CR, IR, phỏng vấn diện K1 hoặc là tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân SB1 và bổ sung giấy xanh R2A thì có thể liên hệ với Điệp thông qua email này để liên hệ về dịch vụ đặt hẹn với lãnh sự quán. Đây là các hồ sơ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn kỳ này của lãnh sự quán. Hồ sơ này là diện IR5, cha mẹ của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 8 tháng 8 năm 2021. Ngày hồ sơ hoàn thành 6 bước là vào ngày 6 tháng 5 năm 2022. Sẽ phỏng vấn với lãnh sự quán vào ngày 16 tháng 9 vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Hồ sơ này thuộc diện IR1. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 27 tháng 6, cũng nhận được thư hẹn phỏng vấn, sẽ là vào ngày 12 tháng 9. Hồ sơ này cũng đã cập nhật diện IR5, có ngày ưu tiên là ngày 18 tháng 11 năm 2021, hoàn thành 6 bước vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, cũng nhận được thư hẹn phỏng vấn là ngày 16 tháng 9. Hồ sơ này là thuộc diện F2A, đã chuyển diện lên thành diện IR1 sau khi người bảo lãnh có quốc tịch Mỹ. Ngày ưu tiên của hồ sơ là tháng 3 năm 2020. Hoàn thành 6 bước vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 và cũng nhận được thư hẹn phỏng vấn vào tháng 9 này. Để cô chú và các anh chị có thể chuẩn bị thật chu đáo cho buổi phỏng vấn của mình thì trên kênh Điệp cũng đã có chia sẻ về các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn. Ví dụ như đây là một video clip mà Điệp chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR5. Hoặc video clip này là Điệp chia sẻ câu hỏi phỏng vấn thường gặp của diện F4, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem các video clip này mà Điệp đã chia sẻ. Chúng ta có thể xem trong phần danh sách phát các câu hỏi phỏng vấn. Và có nhiều cô chú và các anh chị khi nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta cũng bỡ ngỡ không biết là chúng ta cần phải làm những việc gì tiếp theo. Thì Điệp xin chia sẻ ở đây là 3 việc cần làm ngay sau khi có thư hẹn phỏng vấn. Đầu tiên là cô chú và các anh chị chúng ta cần đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Để khi nào mà chúng ta phỏng vấn đậu thì lãnh sự quán họ sẽ có cái địa chỉ nhà mà họ gửi visa về cho cô chú và các anh chị thông qua bưu phẩm nhất tính. Việc thứ hai là chúng ta cần phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba là chúng ta soạn hồ sơ chuẩn bị đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Chi tiết mà cách chúng ta đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì Điệp đã có chia sẻ qua video clip này. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và cách đặt hẹn khám sức khỏe và chích ngừa định cư Mỹ, Điệp đã có chia sẻ qua video clip này. Và để cô chú và các anh chị bớt lo lắng về ngày đi khám sức khỏe và chích ngừa thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này mà Điệp chia sẻ về quy trình khi mà chúng ta đi khám sức khỏe và chích ngừa. Và ở bước thứ ba, cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này mà Điệp đã có chia sẻ về cách mà chúng ta chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha.
và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.